Số 443, Kinh Ngụ Thiên Ngụ Ách Phật Danh Thần Chú Trừ Trướng Diệt Tội, Quyển 3. Nam mô Cung Kính Nê Ma Gia Như Lai, Nam mô Bất Đọa Cù Na Sở Sinh Như Lai, Nam mô Vô Lượng Cù Na Tài Như Lai, Nam mô Na Tụ Tập Như Lai, Nam mô Đại Cù Na Như Lai, Nam mô Thiện Hóa Giả Như Lai, Nam mô Tịch Giả Quyết Liệu Như Lai, Nam mô Hống Giả Như Lai, Nam mô Vân Tạng Như Lai, Nam mô Oán Tạng Như Lai, Nam mô Phổ Như Lai, Nam mô Tiên Tạng Như Lai, Nam mô Mãn Nguyện Như Lai, Nam mô Mãn Túc Diệu Như Lai, Nam mô Mãn Túc Nhất Thiết Cù Na Như Lai, Nam mô Hỷ Hống Như Lai, Nam mô Diễn Đạt Như Lai, Nam mô Tiễn Đạt Ma Như Lai, Nam mô Đầu Đà Trần Như Lai, Nam mô Vô Trần Như Lai, Nam mô Phục Dục Trần Như Lai, Nam mô Thiện Bằng Hữu Như Lai, Nam mô Thế Hữu Như Lai, Nam mô Khả Tính Hữu Như Lai, Nam mô Thiện Tư Nghị Như Lai, Nam mô Tạp Lợi Như Lai, Nam mô Bất Tạng Lợi Như Lai, Nam mô Nhật Như Lai, Nam mô Phục Nhật Như Lai, Nam mô Tối Thắng Nhật Như Lai, Nam mô Khiếu Thanh Nhật Như Lai, Nam mô Diệu Thanh Âm Như Lai, Nam mô Diệu Khiếu Thanh Như Lai, Nam mô Vô Cấu Như Lai, Nam mô Vô Cấu A Lê Gia Như Lai, Nam mô Vô Cấu Trược Như Lai, Nam mô Tối Thắng Sắc Như Lai, Nam mô Phổ Đoàn Chánh Như Lai, Nam mô Nhất Thiết Diện Khai Sắc Như Lai, Nam mô Kế Giả Như Lai, Nam mô Bảo Kế Như Lai, Nam mô Đa Già La Kế Bình Đẳng Như Lai, Nam mô Vô Tỵ Như Lai, Nam mô Nguyệt Giả Như Lai, Nam mô Cát Tường Như Lai, Nam mô Thường Cát Tường Như Lai, Nam mô Bất Khả Phục Như Lai, Nam mô Tràng Bất Khả Hàng Như Lai, Nam mô Đế Sa Như Lai, Nam mô Phất Sa Như Lai, Nam mô Thương Chủ Như Lai, Nam mô Đại Thương Chủ Như Lai, Nam mô Tát Lợi Ích Như Lai, Nam mô Nhất Thiết Thế Lợi Ích Như Lai, Nam mô Thắng Chủ Như Lai, Nam mô Vô Chủ Pháp Hành Như Lai, Nam mô Vô Ưu Như Lai, Nam mô Trừ Ưu Như Lai, Nam mô Phổ Trí Quang Minh Thắng Như Lai, Nam mô Nan Phục Vô Ý Như Lai, Nam mô Bất Khả Phát Như Lai, Nam mô Lực Sĩ Như Lai, Nam mô Vô Tướng Trí Tuệ Như Lai, Nam mô Hư Không Trí Như Lai, Nam mô Đoạn Ngữ Ngôn Như Lai, Nam mô Ngữ Hưởng Như Lai, Nam mô Phước Đức Sở Sinh Như Lai, Nam mô Phước Đức Sở Xuất Như Lai, Nam mô Đại Tiên Như Lai, Nam mô Thượng Ý Như Lai, Nam mô Địa Chủ Như Lai, Nam mô Tịch Hương Âm Vương Như Lai, Nam mô Vô Lượng Tiên Như Lai, Nam mô Thiên Quang Như Lai, Nam mô Minh Quang Như Lai, Nam mô Ý Cao Thượng Như Lai, Nam mô Bất Đọa Như Lai, Nam mô Bất Đọa Trì Như Lai, Nam mô Na La Diên Như Lai, Nam mô Độ Vị Ngạn Như Lai, Nam mô Càn Thác Bà Như Lai, Nam mô Bát Ra Tỷ Ca Gia Như Lai, Nam mô Tịnh Túc Hạ Như Lai, Nam mô Hư Không Hạ Như Lai, Nam mô Hóa Giả Như Lai, Nam mô Thiện Hóa Giả Như Lai, Nam mô Diệu Tề Như Lai, Nam mô Tịch Hương Thiện Tề Như Lai, Nam mô Tát Đa Già Bạc Đế Như Lai, Nam mô Tịch Tịnh Bạc Đề Như Lai, Nam mô Tối Ý Như Lai, Nam mô Thiện Ý Như Lai, Nam mô Thiện Tư Như Lai, Nam mô Hư Không Tư Như Lai, Nam mô Vi Diệu Ngữ Ngôn Như Lai, Nam mô Luân Ngữ Ngôn Như Lai, Nam mô Kính Cúng Dường Như Lai, Nam mô Phạm Thiên Cúng Dường Như Lai, Nam mô Kiên Dũng Quân Nhung Trượng Xã Như Lai, Nam mô Xã Ba Lãng Như Lai. Trên đây là 1400 danh hiệu Phật. Nam mô Như Giáo Như Lai, Nam mô Vi Diệu Như Lai, Nam mô Khả Hỷ Như Lai, Nam mô Bất Bị Hủy Như Lai, Nam mô Pháp Hải Sở Sinh Ý Như Lai, Nam mô Ca Diếp Như Lai, Nam mô Câu Lưu Tôn Đại Như Lai, Nam mô Sơ Phát Tâm Đoạn Nghi Như Lai, Nam mô Bạc Phiền Não Như Lai, Nam mô Nhất Thiết Nguyện Độ Bỉ Ngạn Đoạn Nghi Như Lai, Nam mô Chí Vô Ý Như Lai, Nam mô Phạm Cúng Dường Như Lai, Nam mô Nguyệt Giả Như Lai, Nam mô Nan Hàn Nhật Như Lai, Nam mô Giả Hỏa Như Lai, Nam mô Hỏa Giả Như Lai, Nam mô Tỳ Sa Môn Như Lai, Nam mô Thủy Giả Như Lai, Nam mô Trần Giả Như Lai, Nam mô Thường Niết Bàn Giả Như Lai, Nam mô Vô Trần Cấu Như Lai, Nam mô Hiển Hách Giả Như Lai, Nam mô Phạm Giả Như Lai, Nam mô Kiều Trần Như Như Lai, Nam mô A Xô Bà Giả Như Lai, Nam mô Động Lao Cố Như Lai, Nam mô Chiến Thắng Như Lai, Nam mô Danh Vô Tỷ Như Lai, Nam mô Ái Tánh Như Lai, Nam mô Đại Bi Như Lai, Nam mô Thường Dũng Mãnh Như Lai, Nam mô Bi Giả Như Lai, Nam mô Ế Nguyệt Quang Như Lai, Nam mô Lạc Mạng Đà La Phương Như Lai, Nam mô Thường Thủy Chấn Minh Thiện Âm Túc Phương Khai Vô Thần Thông Như Lai, Nam mô Linh Tán Nghi Ý Như Lai,
Nam mô Vô Trước Xứ Như Lai. Nam mô Thắng Hành Như Lai. Nam mô Kim Cang Trang Nghiêm Như Lai. Nam mô Khả Đắc Anh Lạc Như Lai. Nam mô Sa Đa Gia Như Lai. Nam mô Đăng Minh Như Lai. Nam mô Chiên Đàn Như Lai. Nam mô Phân Minh Như Lai. Nam mô Đại Khí Như Lai. Nam mô Tỳ Diệp Ba Tư Na Như Lai. Nam mô Tỳ Bà Thi Như Lai. Nam mô Bố Ma Như Lai. Nam mô Lô Giá Như Lai. Nam mô Chúng Sinh Hư Không Tâm Hình Tượng Như Lai. Nam mô Điều Phục Ta Như Lai. Nam mô Thành Thục Như Lai. Nam mô Nang Điều Như Lai. Nam mô Âm Thanh Giả Như Lai. Nam mô Tưởng Giả Như Lai. Nam mô Trí Diệm Xí Thân Như Lai. Nam mô Thí Dụ Sư Tử Như Lai. Nam mô Sinh Giả Như Lai. Nam mô Chúng Loạn Ái Như Lai. Nam mô Hoan Hỷ Như Lai. Nam mô Hỷ Tăng Trưởng Như Lai. Nam mô Minh Chiếu Như Lai. Nam mô Giá Bà Na Bà Như Lai. Nam mô Thọ Giả Như Lai. Nam mô Diêm Phù Uy Như Lai. Nam mô Chủng Chủng Tát Như Lai. Nam mô Tối Thượng Hạnh Như Lai. Nam mô Ma Ni Giác Như Lai. Nam mô Điều Ngự Như Lai. Nam mô Trí Môn Âm Đa Tạng Như Lai. Nam mô Phổ Trí Hành Vô Phan Duy Như Lai. Nam mô Diệu Bảo Như Lai. Nam mô Diệt Hạ Như Lai. Nam mô Tiện Viên Mãn Nguyệt Như Lai. Nam mô Năng Thắng Trí Chí Như Lai. Nam mô Công Đức Như Lai. Nam mô Bất Khả Tư Nghị Như Lai. Nam mô Kế Tát La Như Lai. Nam mô Tần Thân Như Lai. Nam mô Trí Giả Như Lai. Nam mô Phổ Hạnh Tịnh Như Lai. Nam mô Tượng Nhĩ Như Lai. Nam mô Tượng Giả Như Lai. Nam mô Hư Không Tạng Như Lai. Nam mô Nan Phá Hoại Như Lai. Nam mô Chiên Đàn Tinh Như Lai. Nam mô Vô Cấu Như Lai. Nam mô Tư Pháp Giả Như Lai. Nam mô Giáo Pháp Giáo Tạng Như Lai. Nam mô Pháp Hạnh Như Lai. Nam mô Nhật Uy Trang Nghiêm Như Lai. Nam mô Bát Lị Kế Bài Giả Như Lai. Nam mô Nhập Thiền Định Như Lai. Nam mô Thật Ngôn Như Lai. Nam mô Thiện Trụ Như Lai. Nam mô Xúc Đạp Mai Chúng Như Lai. Nam mô Tán Vô Minh Như Lai. Nam mô Thành Uy Như Lai. Nam mô Thập Phương Văn Âm Khải Như Lai. Nam mô Đa Ma La Bạt Như Lai. Nam mô Vô Biên Vô Hí Như Lai. Trên đây là 1500 danh hiệu Phật. Nam mô Vô Tướng Như Lai. Nam mô Dũng Hành Bộ Tượng Như Lai. Nam mô Tràng Âm Như Lai. Nam mô Thân Ý Như Lai. Nam mô Đại Chấn Thanh Như Lai. Nam mô Thủy Thiên Như Lai. Nam mô Địa Đầu Lại Tra Như Lai. Nam mô Tỳ Lâu Lặc Như Lai. Nam mô A Lê Sát Tra Như Lai. Nam mô Xà Di Đa Như Lai. Nam mô Diêm Phù Na Đà Như Lai. Nam mô Mâu La Gia Như Lai. Nam mô U Bát La Gia Như Lai. Nam mô A Sa La Như Lai. Nam mô Sa La Như Lai. Nam mô Trí Thắng Như Lai. Nam mô Tỳ Đa Ma Ni Như Lai. Nam mô Thác Địa Xả Lợi Xả Như Lai. Nam mô Xí Thành Như Lai. Nam mô Tịch Tịnh Như Lai. Nam mô Quảng Tính Như Lai. Nam mô Giáo Hóa Bồ Tát Như Lai. Nam mô Bảo Công Đức Như Lai. Nam mô Biện Tại Anh Lạc Tư Duy Như Lai. Nam mô Sư Tử Tần Thân Lực Như Lai. Nam mô Tạp Sở Hữu Như Lai. Nam mô Giữ Lạc Như Lai. Nam mô Cam Lộ Giả Như Lai. Nam mô Phạm Thiên Giả Như Lai. Nam mô Thanh Chấn Hống Minh Như Lai. Nam mô Uy Quyết Liễu Như Lai. Nam mô Phá Tán Ma Lực Thanh Như Lai. Nam mô Định Trụ Như Lai. Nam mô Hà La Đa Gia Như Lai. Nam mô Xí Thành Giả Như Lai. Nam mô Cù Na Chúng Thắng Như Lai. Nam mô Chúng Thắng Giải Thoát Như Lai. Nam mô Nhật Sở Sinh Như Lai. Nam mô Chân Thể Pháp Tượng Như Lai. Nếu người nào đối với vô lượng A Tăng Kỳ danh hiệu của chư Phật Như Lai ở trên mà Đức thân thọ trì độc tụng, tư duy ghi nhớ, kính thờ tu hành thì không bị các bệnh về mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Tất cả các chướng ngại đều thanh tịnh, tất cả mọi người đều điều phục được, không còn toái chuyển đối với chánh đẳng chánh giác vô thường. Được chư Phật Thế Tôn khắp mười phương nhớ nghĩ đến và thường bảo hộ, tất cả chư Phật vì chúng sinh ấy mà thể hiện phương tiện thiện xảo, bất khả tư nghị, cho đến trong giấc mộng, làm cho mau đạt được môn Đà La Ni, môn Tam Muội, sinh đến đâu cũng thường được gần gũi chư Phật Thế Tôn, được sống theo giáo pháp Phật và hóa sinh trong hoa sen báu lớn, sinh đến đâu cũng không hề lùi xa. Dùng 32 tướng tốt của bậc đại nhân cùng 80 vẻ đẹp và ngũ nhãn thần thông để giáo hóa chúng sinh, làm thanh tịnh cõi Phật, thực hành 6 ba la mật và 37 pháp trợ Bồ Đề, luôn an trú trong thiền định Tam Muội, định Bồ Tát,
không xa lìa các lực vô ý, biện tài, 18 pháp bất cộng, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, không rời vô lượng A Tăng Kỳ các pháp Phật. Chư Phật Thế Tôn ấy có bao nhiêu công đức, vị ấy cũng được đầy đủ công đức như vậy và được an lạc, sẽ chứng đắc chánh đẳng chánh giác vô thượng. Nam mô Vô Cấu Như Lai. Nếu người nào xưng danh hiệu Đức Phật này thì được trí vô tận. Nam mô Nhật Nguyệt Đăng Như Lai. Nếu người nào xưng danh hiệu Đức Phật này thì được không thoái chuyển. Nếu có người nữ nào nghe danh hiệu Đức Phật này thì đời sau không còn thọ thân nữ nữa. Nam mô Cam Lộ Di Lưu Như Lai. Nếu đem và bảy báu đầy cả thế giới để bố thí thì không bằng một phần rất nhỏ phước của người xưng danh hiệu Đức Phật này. Nam mô Phổ Hương Như Lai. Nếu người nào xưng danh hiệu Đức Phật này thì tất cả lỗ chân lông trên thân đều tỏa ra vô lượng mùi thơm, được hưởng tất cả mùi thơm của các cõi Phật và được vô lượng vô biên phước đức. Nam mô Tịnh Quang Như Lai. Nếu người nào xưng danh hiệu của Đức Phật này thì giả sử có người đem bảy báu trong cả hằng hà sa thế giới ra bố thí cũng không bằng một phần nhỏ công đức xưng niệm danh hiệu Phật ấy. Nam mô Pháp Thượng Như Lai. Nếu người nào xưng niệm danh hiệu của Đức Phật Như Lai ấy thì được đầy đủ tất cả pháp Phật. Nam mô Đại Chúng Giả Như Lai. Nếu người nào xưng niệm danh hiệu Đức Phật Như Lai ấy thì được đầy đủ tất cả pháp Phật. Nam mô Vô Biên Hương Quang Minh Như Lai. Nếu người nào xưng niệm danh hiệu của Đức Phật này thì được không thoái chuyển. Nam mô Hỏa Quang Như Lai. Nếu người nào xưng niệm danh hiệu của Đức Phật này thì suốt ngày đêm luôn được tăng trưởng vô lượng phước đức. Nam mô Nguyệt Đăng Minh Như Lai. Nếu người nào xưng niệm danh hiệu Đức Phật này thì có thể làm phước điền trong thế giới ấy. Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nếu người nào xưng niệm danh hiệu Đức Phật này thì diệt trừ được tất cả tai ương tội lỗi. Nam mô Phổ Quang Tối Thượng Công Đức Xưng Tụ Vương Như Lai. Nam mô Chánh Trụ Mani Tích Tụ Vương Như Lai. Nếu thiện nữ nào nghe danh hiệu của hai Đức Phật này thì bất cứ ở đâu cũng được bỏ thân nữ, vượt khỏi sự luân hồi trong bốn vạn ức kiếp sinh tử lưu chuyển, đối với chánh đẳng chánh giác vô thượng được bất thoái chuyển, thường được gặp Phật nghe pháp, cúng dường chúng tăng, đời sau được xuất gia, ngay đời ấy sẽ được biện tài vô ngại. Nam mô Bảo Quang Nguyệt Trang Nghiêm Tổ Uy Đức Minh Tự Tại Vương Như Lai. Đa Trí Tha Yết Ra Đát Nê Yết Ra Đát Nê Yết Ra Đát Na Xí Ra Nê Yết Ra Đát Na Bát Ra Đê Mạng Giật Đế Yết Ra Đát Na Tam Bà Tỳ Yết Ra Đát Na Yết Tỳ Yết Ra Đát Nô Đạt Yết Đế Sa. Nếu thì nam thì nữ nào hành Bồ Tát Thừa xuân niệm danh hiệu Đức Như Lai, Bảo Quang Nguyệt Trang Nghiêm Thủ Uy Đức Minh Tự Tại Vương A La Hà Chánh Đẳng Chánh Giác và nghe tín hiệu Chương Cú Đà La Ni trên, thì khi bỏ thân này sẽ được ngôi vua chuyển luân, được gặp Phật ra đời, gặp Như Lai rồi thì sắm vô lượng đồ cúng dường để cung cấp cho việc tu tập phạm hạnh, đạt được tất cả thần thông ba la mật, đắc Đà La Ni tên là Tập Chuyển. Gặp Phật rồi sẽ thực hiện sự cúng dường chẳng thể nghĩ bàn và gặp được hàng hà sa số chư Phật, vượt qua vô số kiếp luân hồi nhiều như chư Phật ấy. Tâm không quên mất chánh đẳng vô thượng bồ đề, được thân thể vững chắc như La La Diên. Chỉ một đốt xương cũng không thể bẻ gãy, được thân kim sắc với 32 tướng tốt tự trang nghiêm, có tiếng nói như phạm âm, xa lìa tất, xa lìa cảnh bất an, được ở nơi an ổn. Đức Phật nói kệ, người nào trong 7 ngày 7 đêm xưng niệm danh hiệu Như Lai ấy, được thiên nhãn viên diệu thanh tịnh, tịnh nhãn vô biên được Phật khen. Khi được thiên nhãn thanh tịnh rồi, mắt thịt người ấy cũng thanh tịnh, sẽ thấy vô lượng vô biên Phật, số lượng nhiều như các sông Hằng, họ đều cúng dường chư Phật ấy, tọa trì hết pháp đã được nghe. Những ai được mắt họ trông thấy đều được an ủi bằng lời thiện. Quá khứ đã từng cúng dường Phật và làm những việc khó nghĩ bàn, tất cả đều được tâm trì niệm, đều do nghe được hiệu Phật ấy. Nam mô Trí Cự Như Lai, Nam mô Kim Quang Tích Hình Như Lai, Nam mô Thật Ngôn Như Lai, Nam mô Thượng Âm Chấn Vương Như Chư Như Lai. Khi ấy Bồ Tát Phổ Hiền, đồng tử Văn Thù Xá Lợi, Bồ Tát Đà La Ni Tự Tại Vương
Bồ Tát Chấp Kim Khang Thủ. Bốn vị Bồ Tát này cùng bốn vị Như Lai trú tại cung điện Nhật Nguyệt. Lúc này hai vị thiên tử Nhật Nguyệt đến chỗ Như Lai và các Bồ Tát ấy, thấy chư Như Lai đang an tọa trên tòa sư tử báu trang nghiêm, thì nơi cõi Diêm Phù Đề, chư Như Lai cũng đang cùng an tọa với chư Bồ Tát ấy. Hai vị thiên tử cùng suy nghĩ, chúng ta làm sao có thể được ở bên cạnh chỗ chư Như Lai và chư Bồ Tát ấy, và sẽ Đắc Đà La Ni, tên là giữ nhất thiết chúng sinh quang minh tán đại hắc ám tối diệu tối thượng, lưu bố thập phương. Dùng uy lực ấy mà ban rải ánh sáng lớn cho tất cả chúng sinh. Bây giờ chư Như Lai và Bồ Tát ấy liền nói ra Đà La Ni. Tăng gia thế bà trước xô đà dạ, trước xô bát ra bà, đổ ra mê tha, ca đa tha, nhất tô đam sa, tô la tra, tô la đà, tô khôi sa, nhất đam sa tỳ la. Nguyên bản thiếu câu thứ 12. Tỳ la bát nị, giá lu mô lị, đa nị, a ra nị, ca la bát nị, ca la bát nị, đố lô đồ tứ, đố lô đồ tứ, đà tố đẻ, đà tố đẻ, địa lị, đô lô, đồ lô, đậu ra, ca đa ca ra, tác ta sa, kỳ ra kỳ ra, kỳ ra bát dạ, kỳ ra bát dạ, đà tố, tôn độ tam bộ, tất thác tố, ác thác tố, giả thác sa bát nê, thọ lô lị, đề tác lị, ca đa, xí rị, khuyết lô ma, ca ma bát nê, kê lỗ lâu, kê đa bát nê, yết ca lị, la lỗ, phục đệ, đục lâu lệ, mạc ha đục lâu đệ, ca đa, xí rị, xí lị, tỷ bố lưu tứ, đà thấu, hạ thấu, hạ thấu, hạ sa bá nị sa ha. Khi ấy Bồ Tát Phổ Hiền bảo hai thiên tử, này các thiện nam, Đà La Ni này đã từng được 8,000,000 chư Phật nói ra vì thương tưởng chúng sinh. Này các thiện nam, Hoa Ưu Bất La còn có thể dễ có, Đà La Ni này thật khó xuất hiện. Này các thiện nam, Đà La Ni này cũng có thể dễ có, nhưng thọ trì và độc tụng Đà La Ni này thật là khó hơn. Này các thiện nam, có Đức Phật ra đời cũng không khó lắm, Đà La Ni này ra đời thật là khó. Này thiện nam, nếu người nào vì các chúng sinh tạo nghiệp vô gián, phỉ báng chánh pháp, đang ở địa ngục A Tỳ, nhưng ở đời một kiếp làm lợi ích cho tất cả chúng sinh ấy bằng cách tụng Đà La Ni này suốt 21 ngày, mỗi ngày 3 lần, đêm 3 lần, thì ngay khi ấy nhờ vào uy lực của thần chú này làm cho địa ngục A Tỳ bị phá hủy thành 100 phần, các chúng sinh trong đó đều được giải thoát. Huống chi những người trong cõi Diêm Phù Đề, nếu được nghe qua thần thì những người ấy nên biết chúng ta đã được 4 Như Lai ấy bảo hộ, được 4 Bồ Tát và 2 thiên tử bảo hộ, không nên nghi ngờ. Đa trí ta, độ trí ma, độ na trí, tố lô sa, thúc ca ra tì tâu đạt nị, đa la sa, thù đế bát ra địa đế, đố lô sa, bát đầu ma ma lị nị, tác trước hà ra đa phật đệ, hồ lô sa, tác trước phật đệ, tác trước lô ca nị, xí lị sa, Đà La Ni Phật Đệ, A Ba Ra Đệ, A Đa Phật Đệ Dệ, Đố Lô Sa, La Lị Na Chất Đệ, Đồ Ma Bát Rì Ha Rì, Khấu Khố Lô Sa, Đà Ra Ma Ha Đà Ra, Đạt Ra Dạ Sạc Duyên Đệ Dệ Sa, Tô Bạc Ra Đệ, Tô Đa Bế, A Ba Ra Đệ, A Ha Đa Phật Đệ, Đà Ra Duyên Đế Duệ. Nam Mô Trí Cự Như Lai, Nam Mô Kim Cang Tích Hình Như Lai, Nam Mô Thật Ngôn Như Lai, Nam Mô Khả Úy Âm Chấn Vương Như Chư Như Lai Sa, Nam Mô Nguyệt Quang Đồng Tử. Đà Trí Tha Bát Ra Bà Ca Lị, Bát Ra Bà Bạc Đế, Đạt Ma Tỳ Thâu Đệ, Yết Ma Tỳ Thâu Đệ,
Bà Già Đấu Mê Sa. Người nào thường tụng chú này hàng ngày thì tất cả nghiệp chướng đều thanh tịnh. Nam mô Tịch Quang Vương Như Lai. Đa Trí Tha, thương đế A Ra Già, Xoa Gia Già, thương đệ Điệt Tỳ Sa, Xoa Gia Già, thương đế thương mộ A Xoa Gia Già. Đa Trí Tha, mâu lộ lộ, A Bà Ha mâu lộ, Tỳ Sa Xoa Gia, Sa Già, Sa Ha. Người nào tụng chú này, ngày ba lần, đêm ba lần thì người ấy trừ hết các tội. Nam mô Thắng Chiên Đàn Hương Thể Như Lai. Đa Trí Dạ, Tha Chỉ Ra Đế, Ma Lị Chí Sĩ, Đột Lị Đà Mê, Đồ Ra Noa, Bát Ra Tỳ Sát Tra, Chiên Đàn Nan Kỳ, Chiên Đàn Na Kiện Đệ, Chiên Đàn Na Yết Tỳ, Chiên Đàn Na Phục Thệ, Tỳ Thâu Đạt Ni, Giá Lị Đa Ra Bạc Đế, Tát Bà Đát Tha Già Gia, Đề Sắc Tu Đế Sa Ha. Câu Đà La Ni này là được tất cả chư Phật giả nói giải thích tùy ý. Nếu thiền nam thiền nữ nào thọ trì Đà La Ni này thì đối với quỷ thần không còn sợ hãi, sau khi bỏ thân này được thấy Đức Phật Di Đà, lại được đối diện Bồ Tát Quán Thế Âm và gặp đồng tử Nguyệt Quang từ chỗ thù thắng này đến chỗ thù thắng khác, được gặp tri thức thiện trong pháp thiện. Nếu là thân nữ thì được chuyển bỏ thân nữ, đó là nhờ uy lực của Đức Như Lai Chiên Đàn Hương, lại được đến chỗ thù thắng của Vô Biên Bồ Tát. Nam mô Nguyệt Thượng Như Lai, Nam mô Tát Quang Minh Bồ Tát. Đa Trí Tha, đạt lị, Đà Ra Nị, Nê Đà Nị, A Bà Dạ Yết La Bế, Ca Lạc Ba Tỳ Già Đế, Ám Bệ Lý Đa, Ca Lạc Ba, Hồ Đa Thế Nị, A Nan Đa Mục Sĩ, A Nan Đa Trước Sơ Già Đế, Án Phụ Sa. Này thiện nam, chương cú Đà La Ni này được hằng hà sa chư Phật Thế Tôn giảng nói, giữ gìn tùy hỷ, tạo lợi ích cho các chúng sinh đang bị đọa nơi cảnh giới ác. Này thiện nam, nếu Bồ Tát nào thọ trì Đà La Ni này thì vượt qua được tám nạn sợ hãi, vô biên sự sợ hãi về địa ngục, vô biên sự sợ hãi về xuất sinh, vô biên sự sợ hãi về ngạ quỷ, vô biên sự sợ hãi về thọ tai, vô biên sự sợ hãi về sinh, vô biên sự sợ hãi về già, vô biên sự sợ hãi về bệnh, vô biên sự sợ hãi về chết. Mười phương chư Phật đều nhớ nghĩ về người ấy, khi lâm chung tâm không tán loạn, gặp được chư Phật, khi thọ sinh được thân trường thọ và các căn được điều phục. Nam mô Bà Già Bà Đế Biện Tràng Như Lai, Nam mô Bảo Hoại Như Lai, Nam mô Đại Mục Như Lai, Nam mô Pháp Giới Hình Như Lai. Đa Trí Tha, đạt lị, Đạt Ma Đà Đố, Bát Ra Để Sắc Chỉ Sắc Sĩ Đế Sa Ha. Nam mô Chư Phương Đăng Minh Như Lai. Đa Trí Tha, Bát Ra Để Bế, Bát Ra Để Bế, Chiết Nhã Na Ca Bát Ra Địa Bế Sa Ha. Nam mô Bi Uy Như Lai. Đa Trí Tha, chỉ thệ, Chiết Nhã Na chỉ thệ, Phật Đa chỉ thệ, Đạt Ma chỉ thệ, Tăng Gia chỉ thệ Sa Ha. Nam mô Phạm Hải Như Lai. Đa Trí Tha, Bà La Đế, Tát Bà, Bạc La Đa, Bát Lị Phủ Lị Nê, Phật Đà Đạt Lị Sa Nê Sa Ha. Nam mô Nhẫn Viên Mãn Đăng Như Lai. Đa Trí Tha, khí na, Tát Bà Đạt Ma, Ba La Noa Nị, Phật Đà Tát Chiên Na, Đạt Ma Tát Chiên Na, Tăng Già Tát Chiên Na Sa Ha. Nam mô Pháp Viên Quang Như Lai. Đà Trí Tha, Chiên Bạc Ra Bát Ra Tỳ, Tô Lợi Gia Bát Ra Tỳ, Chiên Lạc La Tô Lị Gia, Thiết Đà Tố Ha Tát La Ác Đế, Hề Lị Ca Bát Ra Tỳ, Tỳ Thâu Đà Dạ, Sa Nhã Chước Xô Sa Ha. Nam mô Vô Ý Trang Nghiêm Như Lai. Đà Trí Tha, Đạt Ma Tỳ Dụ Ê, Dạ Dạ Na Tỳ Dụ Ê Sa Ha, Sa Nhã Na Tỳ Dụ Ê Sa Ha. Nam mô Tịch Quang Vương Như Lai. Đà Trí Tha, Đà La Đà La,
Đồ nhẹ gia bát lị thô đạt nê, xà nhẹ na bát lị phú na, nể đa tha đa a bà. Bồ đạt nê, thi già lam sa ha, nam mô quảng danh sân Như Lai. Đa đi ta, tỳ phủ la cù chiết lị, già già na cù chiết lị, phủ la gia phủ la gia, tác bà xà. A đề sắc sĩ đế phất đà a đề sắc sĩ đế, tác bà bồ đề tác đỏa đề sắc sĩ đế sa. Nam mô Pháp Hải Ba Đạo Công Đức Vương Như Lai. Đa trí tha tỳ kiết lỵ, đạt ma tam mộ đạt la tỳ kiết lỵ, già già na tam mộ đạt la tỳ kiết di, Phật đà tam mộ đạt la tỳ kiết dị, bồ đề tác đỏa đạt ma tam mộ đạt la tỳ kiết dị, ba la mật la tỳ kiết dị, tác bà xà bát lỵ, bồ la noa tỳ kiết dị, Phật đà đề sắc sĩ đế sa ha. Chư Phật này trong quá khứ khi hành hạnh Bồ Tát đã phát nguyện thế này: sau khi chúng tôi chứng Bồ Đề, có chúng sinh nào nghe đến danh hiệu của chúng tôi mà thọ trì với lòng tin thanh tịnh thì họ đều được trụ không thoái chuyển, vượt qua tám cảnh giới không yên ổn. Chư Phật Bồ Tát đều hộ niệm, đều phản sinh về thế giới thanh tịnh. Khi qua đời được tất cả chư tiên bảo vệ, vượt qua tất cả các sợ hãi. Người nào thọ trì danh hiệu của chư Phật và kệ tụng chương cú Đà La Ni như trên, ghi nhớ không quên, nếu muốn gặp Bồ Tát Di Lặc thì nên tụng Đà La Ni này 10 vạn lần và cúng dường theo khả năng của mình. Nếu muốn gặp Bồ Tát Phổ Hiền thì nên tụng 20 vạn lần và tùy sức cúng dường. Nếu muốn gặp Đức Như Lai Tỳ Lô Giá Na thì tụng 30 vạn lần và tùy sức cúng dường. Được tâm thanh tịnh rồi thì phát tâm từ bi, xả bỏ các ngã mạn, sân hận, ganh ghét. Nam mô Nhân Vô Biên Quang Minh Công Đức Uy Hình Như Lai. Đa trí tha, tu lợi dị, tu lợi dị nhã, na tu lợi dị sa. Nam mô Chủng Chủng Uy Lực Đa Vương Công Đức Hình Như Lai. Đa trí tha, thi lợi chỉ xà, thi lợi sa. Nam mô A Tăng Kỳ Cô Trí Kiếp Tu Tập Giác Như Lai. Đa trí tha, tam mô đà duệ, tam mô đà duệ, nhã na tam mô đà duệ sa. Nam mô Chư Pháp Vô Hí Uy Hình Như Lai. Đa trí tha, yết bích, nhã na yết bích sa ha. Nam mô Diệu Kim Hư Không Hình Như Lai. Đa trí tha, già già nê, già già nê, già già na tỳ thâu sa ha. Nam mô Bảo Di Lưu Như Lai. Đa trí tha, di lưu, a lạc na di lưu sa ha. Nam mô Cù Na Hải Như Lai. Đa trí tha, Cù Na Cù Na, Cù Na Tam Mục Đề Lê Sa. Nam mô Pháp Giới Âm Tràng Như Lai. Đa trí tha, chi trú, nhã na chi trú sa ha. Nam mô Pháp Hải Năng Lô Như Lai. Đa trí tha, Tam Mục Đề Lị, Tam Mục Đề Ly, nhã na Tam Mục Đề Ly sa ha. Nam mô Pháp Tràng Như Lai. Đa trí tha, Đa Bà Đề, Đà Bà Đề, Đạt Ma Đà Bà Đề Sa. Nam mô Địa Uy Như Lai. Đà Thí Tha, Đà Ly Đà Ly, Đà La Ni Tam Vật Đề Ly Sa. Nam mô Pháp Lực Quê Như Lai. Đà Thí Tha, Ba La Tị Ba La Tị, Đạt Ma Ba La Tị Sa. Nam mô Hư Không Giác Chánh Như Lai. Đà Thí Tha, Phật Đề Phật Đề, Tô Phật Đề Sa. Nam mô Di Lưu Phong Minh Như Lai. Đa trí tha, ác lợi chỉ, nhã na ác lợi chỉ sa. Nam mô Văn Phong Như Lai. Đa trí tha, mê kỳ, ma mê kỳ sa. Nam mô Nhật Đăng Tràng Phong Như Lai. Đa trí tha, ba la địa tỷ, ba la địa tỷ, nhã na ba la địa tỷ sa. Nam mô Sát Chứng Giác Như Lai. Đa trí tha, sa di, tam ma sa địa đế sa. Nam mô Thọ Vương Như Lai. Đa trí tha, độ lô mê, nhã na độ lô mê sa. Nam mô Cù Na Di Lưu Như Lai. Đa trí tha, Cù Na Cù Na, Cù Na Nê Mê, Di Lưu Khi, Di Lưu Thi Khứ Ly Sa. Nam mô Tam Di, nhã na Ni Di Sa. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Đa trí tha, Tỳ Lê, Tỳ Lê,
Tilôya Đề Sa. Nam mô Quang Trang Nghiêm Như Lai Đa Thí Tha Tỳ Hữu Ê Tỳ Hữu Ê Nhã Na Tỳ Hữu Ê Sa. Nam mô Pháp Hải Như Lai Đa Thí Tha Tamma Tamma Tammo Đạt Ra Tỳ Kara Mãn Nê Sa Ha. Nam mô Y Đầu Như Lai Đa Thí Tha Chỉ Xà Chỉ Xà Nhã Na Chỉ Xà Sa Ha. Nam mô Thế Gian Chủ Như Lai Đa Thí Tha Nhân Điệt Lỵ Nhân Đệ Lỵ Nhân Đạt La Tỳ Ca La Di Sa Ha. Nam mô Uy Hiền Công Đức Như Lai Đa Thí Tha Bạc Địa Lệ Bạc Địa Lệ Tu Bạc Địa Lệ Sa Ha. Nam mô Chư Pháp Quang Vương Như Lai Đa Thí Tha Ba Ra Tỳ Ba Ra Tỳ Nhã Na Ba Ra Tỳ Sa Ha. Nam mô Kim Cang Bảo Tề Như Lai Đa Thí Tha Ba Lỵ Bà Thị Ly Bà Thị Ly Bà Sa Lô Đát Ly Sa Ha. Nam mô Trì Vô Ngại Lực Như Lai Đa Thí Tha A Tăng Kỳ A Tăng Kỳ A Tăng Già Phật Đề Sa Ha. Nam mô Pháp Giới Hình Như Lai Đa Thí Tha Đạt Lị Mê Đạt Lị Mê Ma Ha Đạt Lị Sa Ha. Nam mô Chư Phương Đăng Minh Vương Như Lai Đa Thí Tha Thôi Nê Trì Na Ca Lị Sa Ha. Nam mô Bi Uy Đức Như Lai Đa Thí Tha kỳ thị ma ha kỳ thị sa ha. Nam mô Phạm Hải Như Lai Đa Thí Tha bà đa đế bà đa đế ba la đa bát lỵ bất na bất ra đê sa ha. Nam mô Nhẫn Viên Đăng Minh Như Lai Đa Thí Tha sám mê nhược na sám mê sa ha. Nam mô Pháp Viên Quang Như Lai Đa Thí Tha tác ra tác bà Phật Đà Đề sắc thất đế sa ha. Nam mô Tịch Quang Vương Như Lai. Thiên đế bát ra thiên đế ưu bà thiên đế sa ha. Kinh Ngũ Thiên Ngũ Bách Phật danh thần chú từ tướng diệt tội quyển thứ ba hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.